Các bạn có biết đây là một chi tiết chúng ta có thể đóng cửa xe một cách dễ dàng. Nice. Thật vậy, cấu tạo của khoang xe có độ kín cao để bảo vệ hành khách khỏi các tác nhân khói bụi và không khí ô nhiễm bên ngoài xe, giúp xe không bị rò rỉ nước khi hoạt động dưới trời mưa. Bên cạnh đó, với độ kín cao sẽ đem lại hiệu quả tối ưu nhất cho hệ thống điều hòa không khí trên xe. Vậy tại sao ta có thể đóng cửa xe một cách dễ dàng trong không gian kín như vậy? Tất cả là nhờ vào một chi tiết có tên gọi là cửa cân bằng áp hay van cân bằng áp. Khi ta đóng cửa, một luồng không khí sẽ được cửa xe lùa vào khoang xe, làm cho áp suất không khí bên trong khoang xe tăng lên và có xu hướng tác dụng ngược lên cửa xe. Lúc này, áp suất khí làm mở cửa cân bằng áp và giải thoát lượng khí dồn nén trong xe, giúp ta đóng cửa xe một cách dễ dàng. Nếu thấy video hữu ích, hãy like, follow để cùng mình tìm hiểu những điều thú vị về xe nhé.